đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 33, mặt A. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi đó gọi là sa di, khu ô sa di. À, cái tên của nó đó gọi là khu ô sa di. Nghĩa là sa di đủ quả, đủ chim đó. À, chứ không có làm gì được hết đó. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi đó là sa di khu ô. Nó có cái tên là sa di khu ô. 14 đến 19 tuổi đó, gọi là sa di ứng pháp sa di. Nghĩa là bắt đầu từ cái 14 đến 19 tuổi á, thì bắt đầu đây nó mới là thực hiện cái pháp sa di mới đúng. Chứ còn cái 7 tuổi đến 13 tuổi thì nó chưa thực hiện cái pháp sa di được. Cho nên nó còn có những cái lỗi lầm, có rất nhiều ở trong cái pháp mà sa di. À, cho nên do đó thì nó gọi là khu ô sa di, chứ không thể nào mà gọi là ứng pháp sa di được. Còn từ 14 tuổi đến 19 tuổi á, thì nó sống đúng pháp sa di, cho nên gọi là ứng pháp sa di. Từ 20 tuổi đến 70 tuổi gọi là danh tự sa di. Danh tự sa di nghĩa là từ 20 tuổi mà đến 70 tuổi mà thọ sa di thì gọi là danh tự sa di. Còn hai chủng loại là cạo tóc, nhuộm áo nhưng chưa thọ sa di, thập giới gọi là hình đồng sa di. Nghĩa là cái hình dáng thì nó giống sa di chứ nó chưa phải là sa di gì hết. Nghĩa là như quý thầy mà mới có làm cái lễ cạo tóc thôi, thế pháp đó, thì chưa có thọ giới sa di, chưa gì hết á, thì coi như đương nhiên mình chưa có vào cái lộ trình của người tu sĩ, mà mình còn ở trong cái lộ trình của cư sĩ, nhưng mình cạo đầu thôi chứ không có gì, không có nghĩa. Thì cái sa di đó gọi là hình đồng sa di. Đã thọ sa di thập giới gọi là pháp đồng sa di. Nếu mà từ 20 tuổi mà đến 70 tuổi mà thọ thập giới sa di rồi thì gọi là pháp đồng sa di. Bây giờ nó có pháp rồi, nó cũng như là cái sa di ứng pháp sa di đó, ứng pháp sa di, nó lấy cái pháp, nó đã thực hiện cái giới pháp được rồi. Còn cái người mà 20 tuổi mà đến 70 tuổi á, mà cái tên của nó đó, mình mới chỉ cạo tóc thôi đó, chưa có thọ sa di á, thì nó là danh tự sa di. Cái tên gọi là danh tự là cái tên thôi, cái tên sa di chứ nó chưa có nghĩa lý gì hết. Cho nên nó gọi là nó còn có cái tên gọi là hình đồng sa di. Cái hình nó thì giống sa di nhưng mà nó chưa có phải là sa di. Nhưng mà sau khi đó thọ thập giới sa di thì mới gọi là pháp đồng sa di, bây giờ nó mới đúng là sa di đó. Cho nên chúng ta thấy sa di nó có nhiều cái thành phần ở trong đó, chứ không phải mà nó chỉ có cái thấy người nào cạo tóc còn là cũng là sa di hết đâu, không phải đâu. Nó có rất nhiều cấp độ, nó có nhiều thành phần. Người độ sa di xuất gia tuy không có quyền có giai cấp nhưng có sự hạn chế trên tư cách. Nghĩa là cái người mà độ cho cái người mà sa di xuất gia đó thì nó không phải là lấy cái sự độ đó là cái quyền của mình, mà nó cũng không có giai cấp lớn hay nhỏ nữa, nhưng nó có sự hạn chế trên cái tư cách của cái người đó đó có độ được sa di hay là không. Ví dụ như bây giờ một vị hòa thượng mà cái tư cách nó không đúng thì cũng không độ được cái vị sa di nữa, chứ chưa nói chi nữa là một cái người mà đại đức, mà một cái người mà thấp cái gia hàng giáo phẩm, thấp hơn cái bậc hòa thượng, mà cái giới lực cái tư cách của họ không có đúng rồi, cái người mà tu sĩ của đạo Phật thì họ cũng không được độ sa di nữa. Nghĩa là cái người có đủ cái tư cách nó mới độ cái chú sa di, còn cái người mà không đủ tư cách là không có được độ sa di. Tại sao vậy? Tại vì mình không có đủ cái tư cách của một vị tu sĩ, giới luật mình không có nghiêm túc á, mình độ cái chú sa di đó thì mình làm cho cái mầm non, cái nhân tài của Phật giáo nó sẽ bị hư hoại đi, cũng như cái mầm non nó bị thúi đi, nó làm cho thúi đi. Chẳng hạn mình phá giới, mình độ người ta cũng tu thì nó sẽ phá giới, tức là cái mầm non nó sẽ bị tiêu đi. Đó là như vậy đó. Thì cho nên đó là cái vấn đề rất quan trọng, nhưng mà không phải là cái người đó nó có quyền hay hoặc là cái giai cấp mà như thế nào đó bắt buộc người ta phải thọ giới sa di hoặc là thế này kia, phải có cái giai cấp. Bây giờ tôi phải giai cấp là vua chúa thì tôi mới độ sa di được, hay hoặc là tôi cái giai cấp của tôi, hay hoặc là tôi có quyền quan quyền tôi mới độ sa di. Không phải, ở trong đạo Phật thì không phải. Cái người mà độ cái chú sa di đó là phải cái người có cái tư cách, cái đạo đức của một vị tu sĩ, tức là cái người đó phải có giới hạnh nghiêm chỉnh đó. Thì dù là cái người đó họ mới có thọ, thầy nói họ mới có thọ tỳ kheo thôi, mới có thọ tỳ kheo bữa nay ngày mai thôi, mà cái tư cách họ giữ gìn cái giới hạnh của họ đúng cái tư cách của một vị thầy á, nghĩa là bây giờ họ thọ cũng túc giới mà thập giới sa di họ rất là nghiêm chỉnh, họ không có vi phạm. Nghĩa là cái người mà thọ tỳ kheo á thì tức là họ giữ gìn giới hạnh sa di họ rất là nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ bước đầu họ vô họ thọ giới cũ túc rồi thì cái người đó ngay liền đó là họ
độ cái chú Sa Di được. Còn bây giờ cái vị đó họ đã sống liên tục ở trong cái đạo mà họ đã thọ giới cụ túc á, nay là 20 năm hay là 40 năm hay 60 năm rồi, tuổi đạo họ có tới 60 năm rồi mà cái giới hạnh Sa Di họ chẳng ra gì thì họ cũng chưa có đủ cái tư cách mà độ Sa Di nữa. Bởi vì phải hiểu Sa Di là cái mầm non của Phật giáo, cái nhân tài của Phật giáo sau này, cái tăng đoàn, cái giáo đoàn của Phật nó còn hay mất là do mấy cái chú Sa Di này. Phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái tư cách của một vị độ, mà người Sa Di là cái người bắt đầu vào cái lộ trình thứ hai của lộ trình mà tu sĩ đó, thì phải là cái người có đủ tư cách như vậy nó mới được. Nghĩa là nói chung là cái người đó phải đủ thập giới Sa Di, nghĩa là giữ tròn nghiêm chỉnh thập giới Sa Di. Thì ở đây nó cho cái tư cách đó nó phải nằm ở trong cái chỗ nào? Ở đây thì ở trong cái giới luật của Phật nó cho cái vị tỳ kheo đó phải có đủ 10 năm. 10 năm mà học cái giới luật, nghĩa là sau khi thọ tỳ kheo rồi 10 năm thì mới có độ Sa Di được. Đó là cái thứ nhất, nghĩa là trải qua một thời gian cái vị tỳ kheo đó phải 10 năm học giới luật, học 250 giới đó, hoặc là tỳ kheo ni cũng phải vậy, 348 giới mới được độ người. Nếu chẳng biết ngũ pháp thì suốt đời cũng chẳng được độ người. Ở trong giới luật đó thì nó còn nói thêm, nếu 10 năm học giới luật thông suốt rồi mà chẳng biết ngũ pháp thì cũng không được độ người nữa. Vậy thì ngũ pháp là gì? Ở đây nó sẽ nêu lên 5 cái pháp mà cái người mà độ cái chú Sa Di thì phải biết rõ 5 pháp. 1. Phải thông hiểu sự lợi ích rộng lớn của giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Như vậy là cái người này phải 10 năm học giới rồi thì đúng rồi. 2. Giải quyết được nghi vấn và tội khinh tội trọng đáng phạm của đệ tử, nghĩa là mình phải giải quyết được những cái nghi vấn về cái tội trọng tội nặng tội nhẹ của các đệ tử của mình thì mình mới có thể giải quyết được, mình mới có thể nhận là Sa Di, nhận đệ tử. 3. Đệ tử ở phương xa đủ sức khuyến cho đệ tử quay về, nghĩa là đệ tử của mình đi đâu xa đó mình gọi là phải về, thì như vậy đó là mình mới có thọ, mới có độ cái Sa Di mới được. Còn nếu mình gọi nó không về thì mình không có độ nó được. 4. Phá được kiến chấp tà ác của đệ tử và răn dạy đừng làm điều ác. Nghĩa là đệ tử mà nó có những cái tà kiến tà ác ở trong đầu của nó đã nhiễm những cái kiến giải của những người khác mà nó không có gì. Một vị thầy đó phải đủ cái sức mà phá được cái kiến chấp của đệ tử của mình thì mới nhận, mới độ cái Sa Di. Còn nếu mà phá không được kiến chấp của họ thì không có nên độ Sa Di. Bởi vì mình răn dạy mà nó mang cái kiến chấp của nó để ấp ở trong cái đầu của nó đâu có nghe lời mình dạy giới luật, nó cứ nghe những cái lời dạy của những cái tà giáo ngoại đạo, nó đem nó phá giới phá luật á, mà mình dạy nó không được thì thôi mình xếp chân đi, mình đầu hàng đi, đừng có nhận đệ tử nữa, đừng Sa Di cho ai hết. Bởi vì mình dạy nó không được thì tốt hơn là mình đừng có nhận. Bởi vì mình phá không nổi cái kiến chấp tà chấp của nó thì mình đóng cửa đi, đừng có nhận người nào nữa hết. Do vì vậy đó mà quý thầy thấy trong 17 năm trời mà thầy phá những cái kiến chấp của họ ở trong đầu của họ, họ mang đầy những cái kiến chấp của thiền tông, cái kiến chấp của đại thừa, thầy biết rằng họ không đi tới đâu nhưng mà bảo họ quay về giới luật thì họ nói thầy ép sát khổ hạnh bằng cách này bằng cách khác, không có thể tu hành được, thầy dạy cái ăn cái ngủ không có dạy tu tập cái gì cả hết, mà chính cái chỗ đó là phá cái kiến chấp của họ để họ làm lạc, nhưng mà cuối cùng thì họ chẳng nghe. Vì vậy mình thấy mình không có đủ cái khả năng phá cái kiến chấp họ cho nên mình không có nhận họ nữa. Do vì vậy đó mà ở trong cái 5 cái điều này thầy thấy nó rất là chí lý, mình không có đủ khả năng phá kiến chấp tà chấp của họ thì thôi đừng có nhận họ làm đệ tử, họ muốn tu sao đó được họ tu. 5. Nếu đệ tử bệnh chăm sóc như cha nuôi con, nghĩa là cái điều kiện thứ 5 mà cái người mà biết thương đệ tử của mình như là một người cha thương con á, thì mình nên độ cái chú Sa Di, mình nên độ Sa Di cho theo tu học với mình. Còn nếu mình không thương nó thì thôi mình cũng đừng có nên độ. Mình độ rồi mình bỏ nó, khi đau ốm nó không có cha có mẹ chăm sóc nó, ai chăm sóc, chỉ có thầy mà thôi. Thì như vậy đó, mình thấy cái bổn phận của mình 5 cái điều kiện này, ngoài những cái giới luật
mà căn bản đủ cái tư cách làm thầy, nó còn phải có những cái điều kiện mà mình phải đủ cái sức của mình, đủ cái khả năng, đủ cái quay đức của mình để mình lôi những cái đệ tử mà có những cái tà kiến kiến chấp trở lại. Điều đó là điều rất khó. Năm cái điều này coi vậy chứ nó không đơn giản. Mà ở trong cái chỗ giới luật mà nó đưa ra như thế này, thật khó cho một vị làm thầy chứ không phải dễ. Cho nên đừng thấy người ta ai cũng xin vô mà thọ sẽ di, coi chừng mình thọ sẽ di thập giới rồi, hoàn toàn nó tan nát giới luật của Phật hết, nó không có thực hiện được. Nếu không thấy năm điều này, độ người sẽ đắc tội. Đắc tội gì đây? Độ kiết la. Nghĩa là mình không thấy năm điều này, mình độ người ta thì mình sẽ đắc vào cái tội đột kiết la. Muốn độ sa di phải đủ năm điều. Theo kinh, theo giới kinh dạy, theo ở trong kinh giới dạy thì nó có cái năm cái điều mình mới có độ được chú sa di. Một, phải thấy mà phải thông suốt bốn bộ a hàm. Nghĩa là thứ nhất là vị thầy đó phải theo giới kinh thì nó dạy là mình phải thông suốt bốn bộ a hàm, mình phải thông suốt bốn bộ kinh đó. Hai, phải biết giới, tức là mình phải thuộc giới bổn đó. Ba đó, mình phải biết kinh, tức là tất cả những kinh như kinh a hàm đó, hay hoặc là kinh nguyên thủy, hay hoặc là kinh đại thừa, kinh gì đó mình cũng phải biết hết. Bốn, phải có huệ, tức là phải có trí tuệ. Năm thì phải có đức đó. Đó thì ở trong cái kinh giới đó, Phật dạy một người mà muốn độ sa di á, mà tu theo mình á, thì thứ nhất á, thì mình phải thông suốt cái bốn cái bộ a hàm, kế đó là giới luật, rồi tất cả những kinh khác mình phải thông, rồi mình phải có trí tuệ và phải có đức hạnh. Thì những cái điều đó là cái điều cần thiết cho một vị mà làm thầy độ cái chú sa di. Mà lại còn có năm điều nữa, nghĩa là muốn mà độ một chú sa di thì vị thầy phải có năm cái điều nữa, chứ không phải bao nhiêu đó đủ, nhưng mà tạm đủ cho cái năm điều đó, để cho thấy một vị thầy có cái đủ những cái năm điều đó là có thể độ được rồi. Nhưng lại còn có thêm thì càng tốt, chứ không sao hết. Vì vậy mà lại có năm điều nữa. Thứ nhất là phải thọ trì giới, nghĩa là cái vị thầy đó phải giới luật, phải nghiêm chỉnh đó, gọi là thọ trì giới. Hai là phải không phạm giới, nghĩa là cái vị thầy đó luôn luôn là không có phạm giới, chứ còn phạm giới là không được rồi. Ba, vị thầy đó phải nhẫn nhục, phải có cái đức nhẫn nhục. Bốn, phải hiểu suốt được kinh, nghĩa là hiểu thấu suốt được tất cả các kinh. Năm, phải tự giữ tất cả. Năm, phải giữ gìn tất cả. Giữ gìn tất cả gì? Tất cả những cái oai nghi tế hạnh của mình phải là nghiêm chỉnh, đừng có để mà sơ suất. Để cho cái người học trò mình dạy nó ở cái oai nghi như vậy, mà rồi mình làm sai cái oai nghi đó thì nó sẽ cười mình, nó sẽ không có đủ cái niềm tin ở mình. Mình hướng dẫn rất khó, cho nên phải giữ gìn rất là cẩn thận. Khi mình nhận học trò thì từ chút mình phải cẩn thận, chứ để không nó thì nó sẽ hư đời nó, tội nghiệp. Phật dạy phải có 10 pháp thành tựu mới độ được người xuất gia thọ cụ túc giới. Bây giờ tới cái người mà thọ cụ túc giới đó, thì cái vị thầy đã phải có đủ cái 10 pháp mới có thể độ người mà xuất gia thọ cụ túc. Thứ nhất á, thì cái vị thầy đó phải trì giới, nghĩa là giới luật phải là nghiêm túc rồi đó. Thứ hai là phải học rộng A Tỳ Đàm Luận, tức là phải thông suốt A Tỳ Đàm Luận, nghĩa là người làm thầy mà cái cho người xuất gia mà thọ cụ túc phải rộng rãi hơn sa di nữa cả, nghĩa là phải hiểu về các luật như A Tỳ Đàm Luận. Ba, phải học rộng Tỳ Ni Luật, tất cả các luật, các bộ luật mà Tỳ Ni phải thông suốt hết, nó không có cái bộ nào mà không thông. Bởi vì nó thông suốt rồi nó mới thấy được cái đúng cái sai, còn nếu không thông suốt thì mình không có thấy cái đúng cái sai. Rồi mình chấp vào cái bộ luật nào đó rồi mình bắt người ta phải học khô khan trong cái bộ luật đó. Ví dụ như hiện thời thì người ta chấp vào cái tứ phần luật tỳ kheo đó, như thích á, người ta bắt tất cả các thầy tỳ kheo cũng như là mọi vị tỳ kheo ni đều phải chấp vào cái bộ luật đó. Còn tất cả các bộ luật khác thì người ta thấy nó không quan trọng bằng cái bộ luật như vậy. Nó thì cái đó là cái khô khan quá. Ba là phải học rộng Tỳ Ni Luật. Bốn là học giới. Năm là học định. Sáu là học tuệ. Bắt đầu đây, ở đây chỗ này giới định tuệ đó, là người ta nghĩ đây là giới học, định học, tuệ học, nhưng mà không phải, giới bổn nó khác, mà giới học, định học, tuệ học nó là giới kinh. Ba cái này, giới định tuệ nó là ba cái giới kinh, mà họ tưởng đây là ba cái pháp môn vô lậu, nó ngoài cái ba cái này nó ngoài ra cái giới, nhưng mà sự thật ra nó không phải như thầy đã giải đó, đã giảng dạy đó. Thì nó có giới hạnh, rồi giới đức và giới tuệ,
thì nó ứng vào trong ba cái học giới định tuệ, thì nó hiểu đó là thuộc về loại giới kinh rồi. Còn cái giới bổn nó chỉ bổ túc cho cái giới học mà thôi, tức là cái oai nghi tế hạnh nó thôi, tức là giới hạnh thôi, chứ nó không có nghĩa gì khác hết. Vậy mà người ta hiểu cái giới nó khác với cái giới kinh, cho nên nó là cái lầm lạc của cái người sau này. Bãi có thể cho người xuất tội và khiến cho người thứ bãi này á, mình có thể, cái người thầy đó có thể xuất tội cái người đó, và có thể cho cái người đó họ sám hối cái tội họ, hoặc là mình phạt họ bằng cách này bằng cách khác, đều là mình có cái khả năng cho họ kết họ cái tội hoặc là xả cái tội họ, đều có cái khả năng làm được cái đó thì mới có thể là mới làm thầy họ. Bởi vì tỳ kheo khó lắm chứ không phải dễ, nó đủ cái sự hiểu biết mà mình không có biết xuất tội và cái phạm tội cho nó rõ ràng thì mình có khó mà khiến nó được lắm. 8 có thể săn sóc bệnh và sai người săn sóc bệnh, nghĩa là cái phần thứ 8 này mình chăm tự thân mình chăm sóc cho tỳ kheo, mà cũng là có thể sai tỳ kheo khác chăm sóc những người khác mà họ không dám cãi lại mình, thì như vậy mình mới đứng ra mình thọ cụ túc cho họ được. Chính đệ tử gặp nạn có thể sai người đưa đi hoặc là giải cứu nạn cho họ, nghĩa là đệ tử của mình mà khi có gặp nạn mình thấy mình có đủ khả năng mà cứu vớt họ hoặc là đưa họ đi cho thoát nạn thì mình mới có thọ cụ túc giới. 10 đủ 10 tuổi hạ, nghĩa là phải có 10 cái tuổi hạ, tức là 10 cái tuổi đạo đó, nghĩa là mỗi năm họ phải có 3 tháng an cư kiết hạ, mà đủ 10 năm như vậy thì họ mới có đủ cái tư cách mà thọ cái cụ túc giới cho cái người mới mới vào thọ tỳ kheo đó, mới vào thọ tỳ kheo. Tóm lại, một thầy tỳ kheo độ người tu phải đủ 2 điều kiện. 1 tỳ kheo giới đạp phải đủ 10 năm. 2 thông hiểu 2 bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đó là 2 cái phần mà chắc chắn là cái người mà muốn thọ, muốn cho người khác mà thọ cụ túc á, thì phải đủ cái 2 cái điều kiện này. Tỳ kheo cũng chỉ có thể độ sa di, không được độ sa di ni. Nghĩa là cái vị tỳ kheo thì độ cái sa di mà thôi, chứ không được cái độ sa di ni. Vì chính là ngày xưa mà Đức Phật cũng không có độ sa di ni nữa. Khi mà các thầy đọc lại kinh, các thầy thấy rất rõ cái điều này. Ông Phật, ông là Phật rồi đó, mà chính ông không có đứng ra ông thọ cái giới tỳ kheo ni cho cái các vị tỳ kheo ni, mà chính ông đặt ra cái pháp kỉnh, rồi từ đó các vị ni, các vị nữ họ đối trước cái bát pháp kỉnh, họ đảnh lễ cái pháp kỉnh đó, tức là 8 cái giới đó là làm thầy của họ, để rồi từ đó họ thọ vào đó mà họ theo cái đường lối của đạo Phật mà họ tu, bởi vì họ chấp nhận cái bát kỉnh pháp dữ lắm. Vì đó là cái bậc thầy mà có thể đứng ra mà quy y cho họ, chứ cho họ thọ giới đó, chứ không phải Đức Phật. Vậy cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái đặc biệt lạ lùng là đạo Phật, cái người nam không có đứng thọ cho cái người vị nữ. Cho nên thầy có nhớ một lần thầy Như Hải có nói là có ông sư ở Bến Tre, ổng cũng tu tập, cũng có thiền định, cũng có những chút ít thần thông dữ lắm. Cho nên do đó sau đó thì có một cái con của một cái người phụ nữ, con của một cái ông tà đại sứ nào đó ở trên Thái Lan hay miên gì xuống đây nè. Rồi cái cô này lại mến phục cái tài đức của ông thầy này lắm, cho nên cứ xin ông này là thọ cái quy y cô, xin ổng thọ quy y cho cô ta. Nhưng mà khi thọ quy y rồi á, thì cô này cổ nói cổ là đệ tử của ông ta rồi, cổ cứ cổ hầu hạ ông ta hoài, làm cho ông ta không có thể nào thoát khỏi bàn tay của cổ. Cuối cùng thì ông thầy này bị lọt vào cái vòng bàn tay của cô ta, rồi cuối cùng thì ông hạ sang chứ không còn ở trong vị trí tu hành được nữa. Nó thì ghê gớm lắm. Chúng ta phải nói rằng Đức Phật rất là hay là cái chỗ mà nhận biết được cái chỗ này, cho nên ngay cả Đức Phật cũng không có đứng ra mà để làm thầy độ bên cái giới nữ. Tỳ kheo cũng chỉ có thể độ sa di chứ không được độ thế độ cho sa di ni. Chính Đức Phật cũng chưa từng đích thân độ người nữ xuất gia. Phật từng đích thân độ nhiều tỳ kheo và cũng độ 2 người sa di là Nang Đà và Gia Xá, nhưng chưa
từng đức thân độ một nữ chúng, nghĩa là cái chúng mà tỳ kheo ở cái chúng mà tu tập đó thì Đức Phật không có đứng ra mà độ. Luận Tát Bà Đa quyển 2. Và trong cái bộ luận này nó đem nêu ra những cái câu chuyện này, chứ nhưng mà chúng ta không có thấy ở trong kinh giới có nói vấn đề này. Nhưng mà theo những cái bản kinh giới thì thầy thấy những cái hàng cư sĩ và cũng là những cái nữ mà cư sĩ cũng như là những cái người nữ mà đến mà nghe pháp rồi xin Phật xuất gia, thì các vị đó theo thầy thấy trong kinh giới thì rất rõ là các vị đó cũng chỉ nói lên 3 lần xin quy Phật quy pháp để con trở thành cư sĩ hay là ưu bà tát ưu bà di, có vậy thôi, rồi đương nhiên là Đức Phật chấp nhận là đã là thành ưu bà tát ưu bà di. Thì như vậy là tức là Đức Phật đã thọ chứ gì, đã đứng ra nhận cái người đó, người nữ đó để làm đệ tử cư sĩ của mình chứ gì, là như vậy đã nhận rồi chứ còn gì. Mà người ta thọ Tam Bảo mà Đức Phật cũng nghe cái người ta xưng lên 3 lần nói như vậy để xin người ta quy y Phật pháp tăng, thì xin trước dưới đức Phật, thì như vậy Đức Phật đã chấp nhận họ, thì như vậy đâu phải là không độ họ. Rồi có một nữ cư sĩ họ đến, họ khi nghe pháp xong họ xin Đức Phật độ cho họ xuất gia, thì lúc bây giờ nó có cái giáo đoàn ni á, thì lúc bây giờ Đức Phật cũng người đó cũng đứng lên xin Đức Phật như vậy 3 lần, Đức Phật chấp nhận, thì cho nên mới gửi về bên giáo hội ni, do cái người ở bên ni người ta lãnh cái chúng ni chứ đâu có cho ở bên này được, do đó thì nó cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà trong kinh thì nó lại nói như vậy, thì thầy thấy ra cái điều đó thầy cũng đặt cái câu hỏi không biết có hay chăng. Nhưng mà trong kinh nó rõ ràng là có những cái điều kiện, mà những cái bài kinh chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật có nhận đệ tử nữ chứ đâu phải không có nhận, đâu có không có nhận họ xuất gia hoặc là cư sĩ đâu, có nhận chứ không phải không. Nhưng mà ở đây thì kinh giới này nó không biết nó kiếm cái bộ kinh nào đâu nó nói ra đây, thầy cũng chưa biết. Cho nên những cái điều này chúng ta còn đặt những câu hỏi, và chúng ta sẽ tìm tất cả những bộ kinh giới từ ở đâu mà lưu xuất ra cái những cái đoạn kinh này. Cho nên đọc hết trong kinh từ A Hàm cho nên đến kinh Nguyên Thủy thì thầy cũng không thấy cái chỗ này. Thường thường là thầy thấy rất là có Phật có nhận người nữ trở thành đệ tử cư sĩ của mình cũng nhiều, và cũng là nhận cho họ xuất gia, người nữ cũng xuất gia rồi đưa cho họ về cái giáo đoàn ni của họ, chứ không được ở trong cái giáo đoàn tăng. Tỳ kheo ni phải đủ 12 năm giới lạp trở lên mới độ người xuất gia, nghĩa là tỳ kheo tăng thì có 10 năm, còn tỳ kheo ni thì phải 12 năm mới có độ được. Ở đây thì nhắc lại, ni chúng đầu tiên do bát kính pháp mà xuất gia, về sau ni chúng thế độ ni chúng, nghĩa là về sau thì ni chúng độ ni chúng, còn khi mà đầu tiên nó chưa có ni thì ni chúng lấy cái bát kính pháp mà xuất gia chứ không phải xuất gia với Phật. Đó là cái cách thức mà ở trong cái giới bổn nó nêu lên những cái câu nói đó, chứ còn thật sự thầy đọc ở trong giới kinh, trong những cái bài kinh của Phật ở trong kinh Nguyên Thủy cũng như là kinh A Hàm thì thầy thấy Phật có độ cư sĩ, mà cũng có độ nữ cư sĩ, cũng có độ nữ cư sĩ xuất gia tu hành chứ không phải không. Cho nên khi mà chúng ta đọc những thánh ni đó, những thánh ni chúng ta thấy rất rõ, khi có người thì được Đức Phật trực tiếp độ họ đó, rồi cho họ cái pháp, cho họ cái bài kệ, cái họ nghe cái bài kệ, cái họ lấy cái bài kệ đó họ làm cái pháp hướng, từ đó họ tu, họ chứng qua la hán chứ đâu phải là qua một cái ai đâu. Thầy thấy cái rất rõ, khi mà ngộ được cái lý nghe Phật giảng rồi thì ngay đó người ta xin Phật xuất gia, thì Phật chấp nhận cho họ xuất gia, tức là họ tham quy rồi chứ gì. Khi mà thọ rồi thì Đức Phật đưa cho họ qua bên ni giới, họ ở bên đó. Mà trong cái thời Đức Phật nó rất đơn giản, khi mà chấp nhận họ rồi thì coi như là họ thọ cụ túc rồi, chứ không còn cái mà sa di hoặc cái này cái kia nọ tùm lum như mình ở trong cái giới bổn. Bây giờ nó nhiều cái đẳng cấp, qua những cái đẳng cấp này chúng ta thấy trong giới bổn thì dường như là nó chịu ảnh hưởng của giới luật, của pháp luật của thế gian, của phong kiến của ngày xưa mà nó đặt ra quá nhiều, quá rồm rà những cái pháp yết ma. Nó giống như cái kiểu cách mà cái bộ lễ mà của vua chúa đó, nó phải làm cái lễ này lễ kia lễ nọ, hình như là các ngài đều là những cái người mà nghiên cứu về cái lễ nghi của vua chúa, của phong kiến, rồi họ rút tỉa ra họ viết thành cái bộ phần các pháp yết ma cho chúng ta, cho nên nó quá phiền phức. Theo quy định trong giới bổn thì không cho đồng thời thế độ hai người sa di xuất gia một lượt, nghĩa là hai người sa di mà xuất gia một lượt vậy, thầy bữa nay làm cái lễ cho hai người mà
độ hai người sa di một lượt thì trong giới trong cái kinh ở trong giới bổn nó không được phép độ một người thôi chứ không cho hai người. Vì nó nói như thế này nè, mình cho hai người sa di xuất gia một lượt thì bắt đầu nó vô ở chùa mình, rồi hai cái thằng nhỏ này nó ở chung nhau nó giỡn dữ lắm, rồi nó lộn nữa, rồi nhiều khi nó làm đủ cái trò của nó còn quen cái thói thế tục mà, cho nên mình cho thằng thôi, thằng này mình kìm cho được, rồi năm sau mình cho thằng nữa thì cái thằng này nó giữ được cái hạnh nó rồi, thì thằng sau vô nó kìm thằng nọ thì đỡ mình, mà cho hai thằng thọ mình lược á thì vô đây nó làm những cái trò coi như là mình không có kìm giải nó được đâu. Hai thằng quỷ này không phải chuyện dễ, bởi vì nó con nít mà nó mới 17-18 tuổi rồi mười mấy tuổi đó thì nguy hiểm lắm, nó không dễ đâu. Cho nên cái người lớn mà mình độ nó dễ hơn là con nít, nhưng mà cái người mà có duyên với con nít thì cũng độ được. Thì thấy ở ngoài Long Thành có thầy An Lạc Hạnh đó, thầy nuôi chúng toàn là nít không à, như cái trại mồ côi vậy, chớp chớp vậy, nó cả mười mấy chú vậy đó mà chú nuôi được, ông thầy đó nuôi được, ông răng tụi nó sợ, còn có người thì nít không sợ. Ở đây thì nó nêu có hai lý do. Một là đồng thời không nên nuôi hai sa di. Hai là đệ tử sa di nhiều sức dạy dỗ không đủ, nghĩa là sa di mà nhiều quá cái sức dạy dỗ mình không đủ, rồi cái giới luật nó dễ bị phạm. Trong giới luật cũng có khai lệ, nếu vị thầy trí tuệ cao sâu, phước lực thù thắng, có đủ khả năng dạy dỗ nuôi thì không ngại gì nuôi hai sa di trở lên, nghĩa là mình có đủ cái đức độ thì mình không ngại gì mình nuôi hai sa di hay là 5-10 sa di cũng được, chứ không phải hạn chế. Nhưng mà cái buổi mà làm cái lễ một lần mà hai chú thì không được, nghĩa là làm lễ mà thọ cho hai người một lượt thì không được. Nhưng bây giờ thì chúng ta gồm cho nó dễ, để bữa nay cũng làm cái lễ thọ chú, ngày mai thì làm thể chú, cũng cực gần chết đâu phải sướng không sướng gì, kinh giới gì mà bài đặt thiệt là vất vả quá. Gộp cho nó 5-10 đứa vậy cho nó làm cái lễ một lần cho nó mau cho gọn, còn cứ bữa nay làm đứa bữa kia làm lễ bữa, nó rất là vất vả. Giới kinh có dạy có bốn bậc thầy: một có pháp lại có cơm ăn. Ở đây nó dựa vào ở trong cái giới kinh đó, mà nó nói ra cái này mà như hồi sáng mà thầy nói đó, hồi tháng sáng thầy nói để chọn cái chỗ ông thầy mà ở đó, đó là nó dựa vào chỗ này, nó cũng viết ra cái chỗ này, này là cái bài kinh gọi là khu rừng đó, thì nó dựa vào chỗ này mà viết ra. Có bốn bậc thầy: một có pháp lại có cơm ăn, hai có pháp mà không có cơm ăn, ba có cơm mà không có pháp, bốn có pháp mà không có cơm. Vị thầy lý tưởng nhất là vị thầy thứ nhất, nghĩa là có pháp mà có cơm. Cho nên chúng ta chọn cái vị thầy có pháp mà có cơm đó. Nó không nói cái chỗ mà ở đó có cơm ăn rồi có pháp tu như thế nào thì nó không nói, nhưng mà nó lấy cái chọn bốn cái vị thầy đó mà nó chỉ cho chúng ta là cái chỗ có pháp có cơm, còn tất cả những kia thì nó không xài. Nhưng mà ở trong cái kinh mà Đức Phật dạy đó là có pháp mà không có cơm thì cũng không được lìa ông thầy đó, như hồi sáng thầy đã dạy rồi mà. Còn cái chỗ đó mà có pháp có cơm thì chúng ta ở suốt đời, ở suốt đời. Còn ở đây thì nó ba vị thầy sao thì không nên ở, dù có pháp mà không có cơm thì cũng nên đi, dù có cơm mà không có pháp thì cũng nên đi, có pháp mà cũng không có cơm thì cũng không có ở, nghĩa là có pháp mà không có cơm thì cũng không có ở, chỉ có vị thầy là có pháp lại có cơm thì ở. Chẳng được ly khai vị thầy thứ hai có pháp mà không có cơm áo. Ở đây nó cũng dựa vào kinh đấy, nó cũng nói một vị thầy thứ hai là có pháp mà không có cơm cũng không được ly khai. Còn hai vị thầy kia thì chẳng nên theo mà tu hành. Nó dựa vào giới kinh thì nói đó là đúng đó, thì thấy đúng. Thật ra người chỉ biết thu đồ chúng xuất gia mà tự mình lại không thể dạy đồ chúng, dạy đệ tử xuất gia đúng như pháp, ấy là người có lỗi rất lớn. Nghĩa là mình thu đồ chúng xuất gia mà mình không có dạy đồ chúng theo đúng như pháp xuất gia thì là mình có tội rất lớn. Nghĩa là thay vì pháp xuất gia thì chúng ta thấy rất rõ gì, thập giới sa di rất rõ gì, ăn ngày một bữa nè, không cất giữ tiền bạc nè, không có nằm giường cao rộng lớn nè, không có xem ca hát, không có ca hát nè,
Ở giờ để đệ tử mình ca hát, xem ca hát nè, rồi đá banh đá bóng nè, rồi giữ tiền giữ bạc nè, rồi ăn uống phi thời nè. Thì thử hỏi được ông thầy như vậy đó là có tội lớn không? Có tội rất lớn. Ở đây nói trong cái giới bổn nó cũng nói rất đúng nè. Thật ra người chỉ biết thu đồ chúng xuất gia mà tự mình lại không thể dạy dỗ đệ tử xuất gia đúng như pháp, ấy là người có tội rất lớn. Đó, thì nó kết cái tội rất lớn. Là bây giờ chúng ta nhìn thấy có nhiều người thu đồ chúng rất nhiều, nhưng mà cái giới luật mà sa di có đúng không? Bởi vì mình thu đồ chúng tức là mình phải thọ giới sa di cho người ta gì, mà giờ sa di có đúng không? Rồi ông thầy cũng giống như đồ chúng, đồ chúng cũng giống như ông thầy. Ông thầy cũng xem tivi thì học trò cũng xem tivi, ông thầy ca hát học trò cũng xem ca hát, rồi ông thầy ăn phi thời thì học trò cũng ăn phi thời, ông thầy cất giữ tiền bạc thì học trò cũng cất giữ tiền bạc, ông thầy có xe cúp thì học trò cũng có xe Honda, ông thầy có gì nó cũng có nấy hết. Thành ra thầy trò giống nhau, giữ lực thì bỏ qua bên. Thì như vậy là thầy trò đều là có tội, rất có tội rất lớn. Dù kẻ đồ tể tuy làm nghề ác nhưng không phá hoài chánh pháp Như Lai thì không, thì nhất định không đọa ba đường ác. Ở đây cái trong cái giới bổn, cái người mà viết kinh này, viết kinh giới, họ cho chúng ta thấy dù một kẻ đồ tể hằng ngày nó giết heo giết bò giết trâu á, mình đem bán thịt ngoài chợ đó, là một cái nghề nghiệp rất là ác, nhưng nó không có phá hoại chánh pháp đâu. Nó không bằng mà cái ông thầy mà nhận cái đồ chúng xuất gia mà để cho chúng mà phạm 10 cái giới của sa di như vậy đó, thì nó không có đạo vào ba đường ác, bằng ông thầy đó sẽ bị đọa ba đường ác đó. Làm thầy mà không răn dạy đệ tử, làm phá hoại Phật pháp, nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Đó, thì đây là cái giới luật nó đã nhất định như vậy. Nhưng mà thầy thấy nói thì nói chứ không phải như vậy đâu. Đồ tể nó giết hại thì nó phải đọa địa ngục chứ làm gì, nó làm gì nó tránh được cái nhân quả nó khỏi đọa địa ngục đâu. Chúng ta phải hiểu những cái điều kiện. Còn cái ông thầy mà dạy đệ tử như vậy đó là phá hoại Phật pháp, thì như vậy là ông thầy đó chỉ mang nợ của đàn na thí chủ nhiều đời nhiều kiếp, và đồng thời làm cho Phật pháp suy đồi á, thì ông thầy đó cũng phải chịu gánh cái tội lỗi đó chứ không phải là không có gánh chịu. Mặc dù bây giờ ông cái phước ông có, ông làm hòa thượng, ông làm thầy này thầy kia, nhưng mà cuối cùng thì ông phải lò thọ lãnh cái điều kiện mà cái đám học trò và ông có phạm giới, làm cho Phật pháp nó mất đi cái sự tin tưởng của người khác, làm cho người ta không thể nương vào Phật pháp mà người ta được giải thoát, để cứu người ta ra khỏi cảnh khổ của nhân quả, thì ông thầy cũng phải lãnh đủ những cái tội lỗi chứ không thể nào tránh khỏi. Mà ở đây so sánh cái người mà đồ tể với ông thầy thì thầy thấy nó cũng hơi thái quá. Vì cái người đồ tể họ không biết nhưng mà họ vẫn làm ác thì họ phải chịu cái quả khổ. Dù một người không biết nhưng mà làm cái điều đó thì nhân quả cũng phải đến với họ. Còn cái người mà biết mà làm sai thì nó cũng cái nhân quả thì nó công bằng lắm. Anh biết mà anh làm sai thì cũng vậy, cũng phạt anh vậy thôi, chứ không phải là pháp luật. Anh biết pháp luật mà anh làm sai thì tôi phạt anh nặng, không phải. Anh biết anh làm sai tôi cũng phạt vậy. Bởi vì cái tội ác anh cũng y như cái người không biết. Cho nên thí dụ như mình biết mà mình cố gắng mình giữ mình không đạp kiến, còn người ta không biết thì người ta đạp kiến thì vô tình người ta đạp kiến, nhưng mà con kiến chết thì người ta phải có cái sự đau khổ của con kiến. Thì cái nhân quả đó họ cũng phải trả cái tai nạn gì đến với họ, xe đụng này kia nó cũng dài gọi. Còn chúng ta giờ có biết mà chúng ta cố gắng chúng ta tránh thì chúng ta không có làm cái điều ác. Còn nếu mà chúng ta biết là chúng ta cũng nhắm mắt chúng ta đi đạp kiến gãi giò gãi cẳng thì chúng ta phải trả như cái người kia thôi, chứ cũng không phải là cái nhân quả nó bắt chúng ta phải trả nặng hơn. Anh biết mà anh làm đó anh phải nặng hơn, không phải đâu. Không phải vậy, nó cái nhân quả nó rất công bằng ở chỗ đó. Dù biết hay không biết thì chúng ta vẫn có cái sự đau khổ của chúng sanh do cái thân của chúng ta làm, thì chúng ta phải chịu lấy cái quả khổ, bằng với nhau chứ không hơn. Bởi vì vô minh mà bây giờ mình minh rồi mà mình lại còn làm thì mình cũng chịu cái tội cũng như người vô minh, chứ không có hơn gì hết. Chứ không phải là mình biết rồi nó nặng hơn, phải không? Có nặng hơn nghĩa là cái người biết rồi mà còn đạp gãi giò cản kiến á, thì hai lần xe đụng. Còn cái người mà không biết có một lần xe đụng thì cái chuyện đó không có đâu. Bởi vì mình làm một lần con kiến gãi chân đau nó thì mình cũng phải trả một lần, mình cũng bị xe đụng gãi chân lần, chứ không phải hai lần được. Cái nhân quả nó công bằng như vậy đó. Dù là mình biết tức là mình minh rồi mà mình có làm cái sự đau khổ thì mình cũng trả một lần. Mà cái người mà người ta không biết, người ta vô tình, người ta không biết gì hết, người ta đi người ta cũng làm cái sự đau khổ đó, thì cái sự đau khổ của người biết mà làm đau khổ thì hai cái đau khổ bằng nhau chứ không khác. Một con kiến gãy chân thì nó đau cũng bằng con kiến kia gãy chân, chứ không phải người không biết mà làm nó đau hơn, hay hoặc là người biết đã làm nó đau hơn. Cái mức độ đau thì nó cũng ngang nhau, cho nên cái trả nó cũng như vậy thôi. Ở đây nó phải luận cho nó công bằng, nó hợp lý, chứ không có thế nào mà ngoài cái công bằng đó mà được. Bởi vì luật cái nhân quả nó rất công bằng. Vậy mà người xuất gia à,
À, vậy mà người xuất gia ngày nay có được bao nhiêu vị thầy thông hiểu giới kinh và giới bổn? Nhìn vào cái giới xuất gia của chúng ta ngày nay thì chúng ta thấy cái người mà hiểu mà giới kinh với giới bổn đó, à, có nhiều người được hay không? Họ có nhiều người chuyên môn về giới mà toàn là giới bổn, còn có nhiều người thì học kinh mà không biết đó là giới, à, đó là giới kinh, mà chỉ nói là kinh thôi chứ còn không biết đó là giới kinh. Thì cái người mà hiểu cả giới bổn và giới kinh đó, thì theo thầy thiết nghĩ hiện bây giờ rất hiếm, không có nữa chứ đừng nói rất hiếm. Thành ra khi họ giảng kinh là họ giảng kinh chứ họ không biết đó là họ giảng giới. Còn trái lại một cái người mà giảng giới thì họ biết họ giảng giới chứ không biết giảng kinh. Cho nên hai cái này nó trở thành ra hai cái pháp môn mà họ không thấy. Do gì cái chỗ mà không thấy đó, nó có những cái sự lầm lạc của Phật pháp rất lớn. Như muốn họp lại quy định, cơ hồ không ai dám độ người thế tục xuất gia nữa. Nghĩa là bây giờ đó, mình nếu mà mình lấy cái chỗ mà hiện bây giờ mình thấy cái hiện tượng mà xã hội mình bây giờ đó, thì chắc chắn nếu mà đứng ở trong giới kinh và giới bổn á, mà mình xuất gia cho họ thì mình thấy họ không có thể nào mà họ tu tập nổi, thì mình không có dám mà độ ai hết. Nghĩa là họ không tu tập nổi thì họ phạm giới, mà giờ phạm giới thì mình cũng có tội trong đó, cho nên không có dám xuất gia cho ai hết. Sa di cần phải xuất gia, nghĩa là cái người sa di đó cần phải xuất gia, tức là cần phải đi cái lộ trình mà tu tập, chứ không phải là sa di hình đồng rồi mình cũng ở lừng chừng cái cư sĩ đó không thì không được. Sau khi xuất gia và thọ thập giới, nếu chưa phải một pháp đồng sa di thì được gọi là hình đồng sa di. Nếu bây giờ đó mình chưa có cái pháp, tức là mình chưa có thọ thập giới sa di, mình chưa có cái pháp tu của mình, chưa có pháp giữ nhất đức hạnh của mình, thì lúc bây giờ mình chỉ được gọi là hình đồng sa di mà thôi, cái hình tướng sa di mà thôi. Xuất gia có nghi thức xuất gia. Các chùa tự thâu nhận người xuất gia nhưng rất ít khi cử hành nghi thức xuất gia. Nghĩa là có khi mình thu nhận người ta nhưng mà tổ chức cái nghi lễ xuất gia thì cũng rất ít. Chờ khi nào mà có giáo hội rồi cho phép rồi mới mở ra giáo đàn cho thọ giới sa di, rồi hoặc là cho thọ giới tỳ kheo thì mới dám, còn không có cho thì không có dám. Bởi vì khi mà mở cái giới đàn như vậy là phải xin phép, mà không xin phép thì nhà nước không cho thì không có thể mở được cái giới đàn. Dù là thọ sa di cũng phải có mở cái giới đàn. Nhưng ngày xưa thì chúng ta rất dễ, chúng ta mời 10 cái vị thầy tam sư thất chứng lại, 7 cái vị chứng và 3 ông thầy lại, rồi chúng ta tổ chức cái giới đàn cho thọ. Như thọ sa di thì chúng ta đơn giản là 3 vị thầy, 2 vị thầy đủ rồi. Còn thọ tỳ kheo thì 10 vị, thì chúng ta mời các vị trưởng lão đến, rồi chúng ta chia ra làm mỗi người phận sự theo pháp yết ma, chúng ta tổ chức giới đàn. Trong khi chúng ta 3 đứa đệ tử hay là 4 đứa đệ tử hay là 2 đứa đệ tử, chúng ta cũng tổ cái giới đàn, gọi cái giới đàn đó gọi là giới đàn phương trượng. Còn cái giới đàn mà sinh lớn mà ầm ĩ mà tổ chức mà cả 100-200 người mà thọ giới thì cái giới đàn đó nó phải tổ chức, nó phải có tiền bạc rất nhiều. Còn cái tổ chức mà giới đàn phương trượng rất dễ, không có khó. Chúng ta có 3 đứa học trò, bây giờ chúng ta mời một số quý thầy đến đây, bữa đó nấu bữa cơm chay đãi quý thầy, rồi chúng ta họp nhau làm một cái giới đàn để mà cho cái mấy chú này thọ cụ túc. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng đàn tràng rất là nghiêm chỉnh, y áo đồ này kia chúng ta hẳn hòi, y bác chúng ta hẳn hòi để trao cho chúng, và cật vấn chúng bằng những cái sự mà thông hiểu của giới luật chúng đã học như thế nào, và sau đó trắc nghiệm chúng đã được cái đủ cái tư cách làm một vị tu sĩ thì chúng ta chấp nhận cho chú đó thọ cái giới cụ túc hoặc là thọ sa di. Thì như vậy chúng ta thấy cái pháp yết ma nó đơn giản như vậy, nó dễ dàng, và đồng thời chỉ chuyên lo mà tu hành mà thôi, không có làm giấy tờ gì hết, không có chứng điệp gì hết. Cho nên mấy chú này dù là có thọ đi nữa cũng không có giấy tờ, bởi vì mình tu mà mình cần gì giấy tờ, chỉ cho mình biết là bây giờ thọ như vậy thôi. Rồi sau khi thọ như vậy đó, thì cái người này 20 năm từ bắt đầu thọ tỳ kheo cho đến 20 năm sau, 20 năm ở trong cái mỗi năm đều là có một cái tuổi đạo, tức là mỗi năm đều là an cư kiết hạ, thì 20 năm liên tục như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo này được gọi là thượng tọa. Còn bây giờ không có đâu, phải tấn phong cũng như là phong quan chức vua vậy đó, mới được, mới tổ chức cái lễ hoặc là kỳ đại hội Phật giáo mới đưa tên họ vô rồi mới tấn phong, chứ còn lơ mơ thì 20 năm mà tuổi hạ đó chưa được là thượng tọa đâu, chưa được đâu. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta thấy rất rõ, một vị mà vào tu chừng 3 tháng 5 tháng thôi
miễn là cái gì đó mà chứng được cái đạo quả, giải thoát được, chứng quả A-la-hán thì đương nhiên là chúng ta đã thượng tọa rồi, chứ chưa phải là đợi mà 20 năm đâu. Còn bây giờ chúng ta phải 20 năm cả, thì ngay đó là chúng ta 20 tuổi tuổi đạo đó, thì đương nhiên là từ cái ngày mà chúng ta thọ cụ túc á, thì tới 20 năm sau đó, thì đương nhiên là chúng ta là thượng tọa rồi đó. Và nếu mà 40 năm sau đó, thì chúng ta là hòa thượng rồi đó. Cho nên cứ kéo dài cái thời gian nó lên đó, thì chúng ta thành sư cụ hết, chứ không có gì hết. Nhưng mà cái sư cụ của chúng ta đó, nó có phải là ở trong cái giới đức, cái sự thanh tịnh của nó mà 40 năm mà làm hòa thượng, ít ra là chúng ta phải chứng quả là hả. Còn đằng này chúng ta phá giới tùm lum ra thì 60 năm hay 40 năm như vậy, thử hỏi mà chúng ta chưa ly dục ly bất thiện pháp, làm sao mà chúng ta chứng quả A-la-hán được. Cho nên cuối cùng thì giới luật nó trở thành nằm ở trong bổn giới luật, mà con người thì con người của phàm phu, mà rồi tới cái dịp nào đó lại tấn phong, lại phong là hòa thượng, rồi phong lại là thượng tọa, có cái chức vị thế này thế khác. Nhưng mà nhìn vào cái giới luật đó thì không có nghiêm chỉnh. Cho nên khi mà người ta nhìn vào giới luật đó thì người ta thấy được cái gì đó nó đáng là thượng tọa hay là không đáng thượng tọa mà người ta biết. Bởi vì trong đạo Phật mới vô trong 5 tháng à, tôi theo Phật 5 tháng à, mà tôi chứng quả là hắn thì coi như là vị trưởng lão rồi đó, tức là thượng tọa rồi đó. Bởi vì cái danh từ trưởng lão của Phật ngày xưa gọi đó là thượng tọa đó. À, thì như vậy chúng ta thấy nó không phải là tấn phong như là quan chức phong. Còn bây giờ Phật giáo chúng ta nó ảnh hưởng của phong kiến. Cho nên khi mà chúng ta muốn lên cái chức vụ mà thượng tọa phải có một cái tổ chức rồi phong giữa đám đông, tuyên bố cái gì đó, tên họ gì đó, thích gì đó, nay được tấn phong là thượng tọa, để làm cho người ta biết tên biết tuổi của mình. Nhưng mà cuối cùng thì ông Trung qua cục đá nó bể đầu ông chứ ông Trung không đâu. Còn người ta tu hành á, mà người ta chứng quả là hán á, thì mới có người ta mới có 20 tuổi à, nó chưa có lớn tuổi chút nào. Mà hôm qua chúng ta vào sinh Phật xuất gia, mà bữa nay chúng ta chứng rồi á, thì chúng ta đi ngang qua cục đá được á, thì ông Phật cũng cho đó là thượng tọa liền tức khắc. Cho nên vì vậy đó, ngài mà Ca Chiên Viên á, là một cái người hốt phân, hốt phân ở thành ở cái kinh thành mà Xá Vệ đó. Cho nên ai cũng thấy ngài là cái dạng cùng đinh tệ nhất ở trong cái xã hội, cái giai cấp tệ nhất ở trong xã hội. Khi mà Đức Phật nhận ông ta vào tu á, thì khi được nhận ông ta vào tu á, thì ông tu có mấy hôm à, có tuần lễ à, ông chứng quả là hả. Thì ông Phật nghe nhận ông Ca Chiên Viên là cái thằng hốt phân ở chợ ổng, ở ngoài đô, ở kinh đô của ổng, thì ổng thở ơi rồi, trời ơi, nhận ông này mà tôi làm vua mà tôi lại ổng là chắc chết tôi còn gì. Thì các thầy nghĩ như thế nào, ông vua ông nghĩ ông thấy khổ quá trời ơi, cái ông này từ lâu tới giờ ông quải gánh ông đi, buổi sáng mà ông đi rừng đông mà xe cộ mà vô kinh thành mà buôn bán mà ông còn quải cái gánh này thì thiên hạ họ đâu có dám. Ông phải nửa đêm ông quải gánh ông đi hốt phân à, rồi sáng ra ông phải biệt cái mặt ông chứ còn ông ở đây thì thiên hạ đâu có dám. Cũng như mà mấy người mà hút rác ở thành phố mình vậy đó. Đó thì các con thấy khi các thầy thấy khi đó Đức Phật mới biết như vậy đó, thế nào là sáng hôm nay là nhà vua cũng đến hỏi Đức Phật sao lại ông thu cái ân mà cùng đứng như vậy, rồi làm sao mà tôi đến cái tỉnh xá này được, thấy ông nào tôi cũng phải đảnh lễ hết chứ làm sao. Thì do đó Đức Phật đã biết cái ý đó, cho nên cho ông Ca Chiên Viên đó. Bởi vì thu mà nếu mà cỡ 1 tháng 2 tháng 3 tháng đó, thì ông ta tu chưa chứng như mình nó làm sao ông chui cục đá qua được, rồi chừng đó ăn nói làm sao với ông vua, phải không? Cho nên cái ông này cũng là khôn lắm, ông vô tu là ông cũng biết hết mình, nỗ lực